liệu tay mạnh này đã biết chuyện tới đâu rồi. Vi học thi được không? Thì cũng phải ráng học thôi. Thi xong Vi tính làm gì? Vi chưa có kế hoạch. Có lẽ đi học rồi về phụ tiệm. Cũng giống như mọi ngày thôi. Hay là thi xong tụi mình đi chơi ha. Để Khanh xin chú Hoàng cho. Khanh thấy chú Hoàng dễ tính cho nên làm tới hả? Với lại việc gì mà Vi phải đi chơi với Khanh hoài? Tại sao là sao hả? Vi có biết bây giờ Khanh đang muốn bực mình lên không? Trời. Lại quê nữa. Cái gì đâu mà hay giận quá. Khanh đang giận phải không? Em đang chọc anh á hả? Hả? Nè, em sinh ngày mấy tháng mấy mà dám hổn với chị hả? Trời, ai mới hổn hả? Vi à, trường sắp thi pháp đó. Tốt quá. Được đi đến một nơi tốt để học. Sướng thiệt. Vì ganh tị với trường ghê. Dạ, đằng nào con cũng tính á. Khi mà bắt đầu vô đại học á thì con đi. Con muốn đi sớm hơn một tí có được không ba? Con muốn đi Pháp vì thằng Trường phải không? Không hẳn vậy đâu ba. Dù sao á, con cũng tính đi du học lâu rồi. Bây giờ đi càng sớm càng tốt chứ. Mà còn vừa biết ngoại ngữ sớm nữa. Ba cho con đi đi. Để ba suy nghĩ đã. Còn Khanh, con có ý định đi du học không? Dạ, con thấy như bây giờ vậy là tốt rồi mẹ. Ba, con năn nỉ ba, cho con đi đi ba. Có tin vui nè. Không biết chừng, có khi Phu cũng đi du học Pháp á. Ai mà ngăn cản được Phương chứ. Tôi đang có chuyện. Ông giúp giùm tôi thêm một lần nữa đi. Ông có bình thường không vậy? Tôi nghĩ giúp cho tôi thì sẽ tốt cho ông hơn. Để tôi nói lại một lần nữa rõ ràng cho ông nghe nha. Dù ông có lấy con Vi ra để nhử tôi với bất cứ giá nào, tôi cũng không thể thêm tiền cho ông được nữa. Tôi cho ông coi cái này, ông sẽ đổi ý thôi. Đây. Đó. Ủa, đây. Đây. Mẹ đẻ con Vi mà tôi còn có ảnh như vậy. Chẳng lẽ tôi chẳng biết ba ruột của nó là ai sao? Nè. Đừng có hòng nhử tôi kia chứ. Tôi không để ông lừa nữa đâu. Nếu ông có làm như thế này thì tôi phải gặp trực tiếp ba đẻ con Vi thôi. Khoan đã. Ông cho tôi thêm vài ngày nữa, tôi sẽ cố lo tiền cho ông. Ngày mốt tôi sẽ đến tôi lấy. Ông phải lo cho tôi. Con thi thì sao con? Dạ được mẹ. Bà Năm, bà Vị sao vậy? Nhìn mặt tôi vậy bộ giống đau lắm hả? Bà ơi bà, bà có sao không bà? Nhìn sắc mặt bà giống như là không được khỏe vậy. Mấy người này phiền phức quá à. Hồi nào tới giờ tôi chưa biết bị bệnh cảm là sao đâu nha.
Phải rồi, bệnh tật nào mà tới gần bà ha, chỉ cần bà hét lên một tiếng, bệnh tật chạy mất tiêu. Vi ơi, từ tuần sau á, mình có thể mình đưa cái món phở xào hải sản mà Vi nghĩ ra cách chế biến đó, mình đưa cho thực đơn ha. Thiệt không chú? Thì đằng nào cũng phải thử. Nè, Vi nhớ chỉ cho chú chi tiết về cách xào ha. Dạ. Nhưng mà làm thêm cả món đó nữa thì phiền phức lắm. Thì tôi cũng định làm thử còn sao. Với lại dù sao thì mình cũng phải để cho khách người ta biết là quán mình luôn luôn nghĩ ra những món ăn mới, đúng không? Phục vụ khách mà. Mọi người cứ chờ coi, em chắc chắn là khách sẽ thích cho mà xem. Dạ, cảm ơn chị. Chị à, có chuyện gì chị? Bây giờ cả cái chợ này đều biết chị với anh Bảo làm chuyện đó rồi. Chị không biết sao nữa. Hai người quen nhau thì có vấn đề gì đâu. Tụi chị đâu có quen nhau đâu. Hai người không quen nhau thì là sao? Thiệt ra từ chuyện đó, chị đã chính thức ngỏ lời với anh Bảo. Chị nói như vậy, rồi Bảo nói sao? Anh nói á, chị đừng có mơ cái chuyện không tưởng. Anh sẽ không bao giờ là người yêu của chị đâu. Bây giờ chị không biết phải làm sao nữa. Chị đừng lo, em sẽ nói chuyện với ông Bảo. Em nói hả? Ừ. Ông Bảo coi vậy chứ, chịu nghe lời em lắm đó. Anh biết rồi. Bảo, Hiền rủ đi uống bia. Sao tự nhiên bà Hiền rủ đi uống bia? Làm sao tao biết? Ngưng lại đi. Là đàn ông thì phải dám chịu trách nhiệm cho đáng mặt đàn ông chứ. Nhưng mà chuyện gì đáng chịu trách nhiệm thì mới chịu. Tôi á là người đầu đội trời, chân đạp đất, không có gì mà phải hổ thẹn hết. Ông còn dám đụng đến trời nữa hả? Chính mắt tôi thấy rõ ràng nè, mà ông còn dám nói vậy à? Bà xã tao nói đúng, chị đó có hơi lớn tuổi, nhưng tao thấy vậy cũng được. Ê, mày thử quen chính thức với chị đó còn sao? Bây giờ tới tụi bay nữa phải không? Nè, hai đứa bay có phải là bạn thân của tao không vậy? Ngay từ nhỏ tụi bay đã biết là tao thích MV cỡ nào rồi mà. Sao gán ghép tao với bà già đó hoài vậy? Mấy thằng như mày bây giờ không lọt vô mắt của MV nữa đâu. Bỏ ý định đó đi. Mày nói vậy là sao? Còn Vi nó đang bồ với con trai ông giám đốc trung tâm thương mại Sky rồi. Không lẽ ông còn lọt vào mắt của nó được sao? Thiệt không? Vi ơi, tại sao em lại làm như vậy? Tại sao? Mày im giùm tao được không? Mày la hoài vậy Bảo. Còn mày nữa, ngay từ hồi đó tao thích bé Vi, mày đâu có bằng lòng rồi. Bây giờ bé Vi bỏ đi theo người khác, mày vừa lòng chưa? Hả? À? Thôi, lỗi tại tao, tại tao hết. Bây giờ mày đứng đàng hoàng lại, đi về được không? Nghe, bỏ ra. Trời ơi, trời ơi,
Vì ơi. Chú Hoàng, nước sốt để nửa đêm cháu pha sẵn cho chú nha. Ban ngày đi học rồi chiều về làm, rồi bây giờ làm thêm ca đêm gì nữa, liệu làm nổi không đó? Không sao, có gì thì chú trả lương cho cháu hơn chút là được mà. Vừa đi học vừa đi làm cực lắm phải không? Dạ không có gì đâu, cháu không thấy cực một chút nào. Vì lúc nào cũng mạnh mẽ như vậy, dễ thương lắm. À, dạo này có gặp Khanh Thường không? Có sao hôm đó rủ mai mốt có gì? Cháu chỉ nghĩ đến hiện tại thôi. Cháu không muốn sống một cách hèn nhát mà lo sợ đến chuyện mai mốt nữa. Thôi, xào tiếp ha. Anh Bảo, mới sáng sớm sao anh lại tới đây? Chuyện em quen với con trai ông giám đốc trung tâm thương mại Sky là có thiệt không? Sao tự nhiên anh lại... Có thiệt không? Thôi được, cứ cho là như vậy đi. Vì em nghĩ về anh như thế nào hả? Sao tự nhiên anh lại hỏi đột ngột quá? Với em thì là đột ngột, còn với anh không phải tự nhiên mà như vậy đâu. Vì à, em cũng biết là anh thương em từ hồi còn nhỏ mà, tại sao đối xử với anh như vậy chứ? Anh Bảo, Vì hôm nay anh muốn em trả lời dứt khoát với anh. Em coi anh là cái gì của em hả? Anh Bảo, từ hồi nhỏ tới giờ, lúc nào em cũng coi anh là một người anh trai tốt. Anh giống y như là anh hai của em vậy đó. Chỉ vậy thôi sao? Là một người anh tốt thôi sao? Nè, chị thích tôi lắm hả? Anh Bảo, vậy bây giờ tôi với chị bồ với nhau đi. Tôi nói là tôi với chị cặp bồ với nhau đi, chị nghe rõ không? Rõ. Bữa nay chủ nhật mà ông đi đâu vậy? Ê, tôi có hẹn. Hẹn gì? Trời, đàn bà số ngày đi quan tâm chuyện đàn ông làm gì trời. Chuyện tôi nhờ ông, tôi đã ráng kiếm nhưng vẫn chưa được. Thôi ông ráng chờ thêm một thời gian nữa đi. Ông nói là ông không có tiền. Người giàu nhất Việt Nam mà là đếm trên đầu ngón tay mà nó không có tiền. Nói gì mà nghe. Tôi không muốn dài dòng với ông nữa. Ông ráng kiếm tiền lẹ lẹ như tôi nói đi. Trong thời gian ngắn nhất thôi. Nếu không là chuyện hối hận sẽ phải xảy ra đối với ông đó. Ông cứ biết như vậy đi. Tay này rõ ràng là đang biết một điều gì đó.
Con mang cái này tới cho chị Vi rồi về. Con không đi đâu. Ngày mai mẹ đi bán hay mẹ đem muốn đi? Mang tới rồi về. Cảm ơn em đã mang đồ ăn đến tận đây cho chị. Chủ nhật mà chị cũng làm vậy nữa hả? Thì cũng có những chủ nhật chị được nghỉ mà. Cuộc đời chị kể ra cũng đáng tội nghiệp thiệt. Sao mà em nói chuyện á không khác ngày xưa vậy? Tại sao làm ngã xe của người ta vậy hả? Mình xin lỗi, mình lỡ tay. Khánh à, chị cũng quen người này nữa hả? Ờ, quên. Bé Thủy không nhớ hả? Đây là anh Khanh, hồi nhỏ đó ở cái nhà mới quê mình á. Em lớn lên nhiều quá, đẹp hơn trước nữa. Anh Khanh ngày xưa đã đẹp trai lại giỏi giang rồi, bây giờ lại còn hơn như vậy nữa chứ. Nhưng mà ảnh nói ảnh với chị Vi học chung trường. Hai người này làm sao có thể học chung trường với nhau được chứ? Gì vậy? Hồi nãy mới đi ra mặt mày vui vẻ mà sao giờ kỳ vậy? Ngoài đường có chuyện gì? Mặt sát tôi. Trời. Lúc nắng lúc mưa không biết đường nào mà lần à. Tôi dám coi thường thằng Mạnh này. Được lắm. Tao cũng có cách của tao. Dạ, yeah, chào ông giám đốc. Dạ, yeah, chẳng hay ông có Mạnh giỏi không ạ? À? Lên Sài Gòn rồi, nó vừa đi làm ở tiệm phở rồi vừa đi học. Nhìn nó đi làm tội nghiệp quá. Tôi muốn có cái nhà khang trang đàng hoàng để rước nó về ở. Nhưng ngài không có tiền. Thì sao nào? Thì tôi định coi có ai khá có tiền gì giúp giùm. Ông giám đốc có thể giúp giùm tôi chuyện đó được không? Tôi chưa hề nghĩ quan hệ giữa tôi và ông lại gần gũi đến mức có thể nói chuyện tiền bạc như vậy. Trời, tôi bậy bạ quá, tôi sai rồi. Tôi tưởng ông giúp được tôi mới tới đây. Vậy là tôi sai rồi. Chào ông Tư Dìa. Xin phép. Tôi làm phiền ông nhiều quá. Thôi xin phép ông, tôi về. À quên, là không biết tôi thưa cái chuyện này với ông chưa hả? Cái chuyện là con Vi nó không phải là con ruột của tôi. Nó có cha đẻ của nó. Nhưng mà không biết sự tình sao nên tôi phải nuôi nó. Còn cha ruột của nó là tôi không hiểu là có xấu không? Mà nếu có xấu không biết xấu tới mức nào. Nhưng tôi nghĩ bỏ con như vậy thì lòng cha nó cũng xấu xa, khó chịu đấy. Thôi tôi đi. Tên Mạnh vừa mới ở đây.
Minh đã làm đến mức đây rồi, chắc không có chuyện là hắn ta không chịu loài tiền đó đâu. Tụi bay mà coi thương thằng Mạnh này thì có ngày tụi bay bị thương. Anh đã gặp hắn ta thì phải nói cho tôi biết chứ. Tôi xin lỗi, tôi định giải quyết theo cách của mình. Ông phải biết hắn là một cái loại người rác rưởi, chỉ cần tóm được một cái món nào đó béo bở thì không đời nào hắn chịu nhả ra đâu. Nội có chuyện hắn dám tới tận đây để tìm tôi thì chắc chắn là hắn đã biết tất cả rồi. Có vẻ như hắn đã biết cả chuyện tôi là cha của đứa bé. Trước mắt cứ đưa số tiền mà hắn muốn. Đưa số tiền hắn muốn quá dễ dàng, chỉ làm cho hắn lờn mặt. Để hắn lờn mặt, có thể xảy ra những chuyện không thể lường trước được đâu. Mình mà được chạy chiếc này chắc đã lắm đây, hoài lắm đây. Anh mua chiếc này đi, tôi bán rẻ cho. Sắp làm ông chủ nguyên một tòa nhà rồi, ít ra cũng phải chạy xe cỡ này chứ. Hoàng, không được. Nếu đem cái xe này vô cất, bà vợ mình thắc mắc hỏi xe ở đâu ra, mắc công không? Hôm nay trời đẹp quá hay gì nóng. Tưởng tượng cái trời này mà mình ngồi giữa đồng rồi mình kiếm cái gì đó ăn, còn gì sướng bằng trời. Bộ thím tính về quê lại hả? Con muốn về thì cũng đã về được đâu. Thì nói với ba con Vi cùng về là được chứ gì. Mà sao hổm giờ tôi không thấy ổng đâu? Ổng không có ra đây hả? Hình như cái lưng ổng đau lại rồi đó gì. Tuổi còn trẻ mà đau bệnh hoài à. Dì Năm ơi, dì Năm có chuyện gì lo lắng hả? Hay là mấy hôm nay sức khỏe của dì không tốt? Chắc là phải sang sạp thịt này cho người khác quá. Ủa sao phải sang sạp? Tại tôi nhớ đứa cháu với thằng con bên Trung Quốc á. Mà nghĩ thấy hối hận thế mà. Tại hồi nào tới bây giờ chỉ lo làm ăn buôn bán không à. Bởi vậy bây giờ tôi tính nghỉ bán hàng qua Trung Quốc, rồi muốn đi chơi ngắm cảnh đâu thì ngắm. Vậy thì có gì đâu phải sang sạp. Dì cứ giao đỡ cho ai bán đi, để đi rồi còn về bán tiếp. Thôi, bây giờ tôi cũng ớn mùi tanh thịt lắm rồi. Nè, thím coi vậy nè, nhưng mà bán được lắm. Thím có ý định làm không? Con á hả? Bonjour tout le. Có nghĩa là chào hết mọi người đó. Nè, chị tới đây làm gì vậy? Người ta tới, anh giả bộ mừng chút không được hả? Thôi, mọi người ăn trưa rồi làm tiếp nha. Thôi, mọi người ăn trưa xong thì làm. Bộ hai người từ nay chúng tôi chính thức quen nhau.
Sau này chú Năm với Hùng giúp đỡ nhiều nha. Sao? Mày với Bảo dài cặp bộ với nhau phải không? Mày biểu tao làm vậy mà. Lúc trước mày nói với tao là tuyệt đối không có ý định đó. Sao bây giờ mày thay đổi quyết định nhanh vậy? Đối với tao, nếu không phải em Vi thì quen ai cũng vậy thôi. Mày nói cái gì tao hiểu được tao chết liền. Mày nói rõ hơn được không? Em Vi nói là chưa bao giờ có ý coi tao khác, mà chỉ coi tao là bạn của mày. Đại khái giống như là anh trai hay là con khỉ gì đó tao cũng không có nhớ nữa. Mày nghĩ vậy cũng đúng thôi. Vì chị Áo Dài lớn tuổi hơn mày, kinh nghiệm hơn Vi, nên mày đỡ lo. Còn mày, thấy tao không theo đuổi bé Vi nữa, chắc là mát ruột lắm hả? Mát ruột con khỉ. Mà Vi nói vậy thiệt hả? Nó coi mày là bạn của tao thôi à? Mày hỏi đủ chưa? Đang ăn cơm tự nhiên lôi nhau ra ngoài, nói gì không biết nữa. Chú Năm, dạo này á muốn mở một tiệm sửa xe máy coi cho được á, tốn bao nhiêu tiền vậy chú? Chà, gì mà quan tâm đến giá tiệm sửa xe vậy? Thì mai mốt anh Bảo phải mở tiệm chứ chú. Ừ, thằng Bảo thì còn lâu mới mở tiệm được. Bộ tưởng mở tiệm có vài đồng là mở được hay sao? Con cũng có chút tiền để dành. Nói vậy là cô tính mở tiệm sửa xe cho thằng Bảo hả? Nếu lấy nhau thì phải mở tiệm cho ảnh đàng hoàng chứ chú. Chuột xe hú nếp cho mày. Gặp anh ở đây vui quá anh ha. Em đang về nhà hả? Dạ. Chắc hồi nhỏ trường đã gặp. Đây là em của Vi. Em đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, em không phải là em của chị Vi. Tên em là Thủy, nhớ chưa? Thôi được, anh biết rồi. Em có đói bụng không? Anh dẫn em đi ăn. Thiệt hả? Đi. Em cũng đang học, để mai mốt vô trường của mấy anh học luôn. Vậy hả? Vậy thì ra Thủy cũng học giỏi như chị Vi ha. Anh làm ơn đừng nhắc tới chị Vi ra đây nữa được không? Thủy lao đi. Chắc Phương biết mà, đây là em của... Chị Phương phải không? Sao em biết chị? Đương nhiên là biết rồi. Hồi nhỏ chị vừa xinh đẹp lại vừa màu đen nữa. Bây giờ chị cũng đẹp nữa. Em không nhớ hả? Đây là em của Vi á. Anh Khanh, em đã nói rồi, em là Thủy mà. Ê Khanh, Thủy em của Vi cũng dễ thương quá ha. Từ nhỏ em cứ thấy mắc hoài. Vi với em Vi á, không có giống nhau chút nào hết đó. Bình thường thì anh chị em ruột cũng đâu có giống nhau lắm đâu. Giống như anh với em nè, là hai anh em sinh đôi cũng đâu có giống, đúng không? Cái gì? Em mà giống anh á hả? Ừ. Có mà lớn chuyện á. Trường,
Trường chọn trường học nào ở bên Pháp chưa? Mình nghe má nói là chọn được mấy trường rồi. Bây giờ con có thể xin nhập học được hay không? Nhớ chọn trường kỹ kỹ nha. Có khi Phương cũng qua đó học á. Cái gì? Phương định qua Pháp học thiệt á hả? Có bao giờ Phương nói giận với trường chưa? Không phải, ý của trường á là tại vì trường đi qua Pháp là đi với gia đình, còn Phương là có một mình đó nha, buồn lắm đó. Bởi vậy, qua đó đó, trường phải giúp đỡ Phương nhiều lắm đó, biết không? Đúng rồi đó trường, qua bên đó trường nhớ coi chừng Phương giùm luôn nha. Ê, coi bộ ra dáng anh hai rồi đó nha. Sao mà anh Khanh dễ thương quá vậy ta? Ga lăng nữa. Cái khăn này cũng giống anh Khanh ghê vậy đó. Sang trọng và modern nữa. Dạ, chào bác. Mẹ, mẹ tới ăn phở hả mẹ? À không, mẹ có chuyện muốn nói với con. Mẹ nhờ Hiền nó coi hàng rồi mẹ tới đây mẹ nói chuyện với con nè. Mẹ, có chuyện gì vậy mẹ? Mẹ thấy hình như bà Năm bán thịt có chuyện gì á. Tại sao vậy mẹ? Mẹ thấy cái sắc mặt của bà Năm làm nó có cái gì đó nó không ổn. Mà bà còn nói là bà sẽ nghỉ bán hàng nữa. Nghỉ bán hả? Bà kêu mẹ nhận sạp thịt bán thử. Thiệt, bây giờ mẹ cũng biết phải làm sao cho phải nữa. Mẹ ơi, bà Năm nghỉ bán thịt chắc không phải là chuyện bình thường đâu mẹ. Bà hay nói chuyện với con, hay là thử câu hỏi khéo bà xem sao hả? Dạ. Con. Mẹ. Bà, chút xíu nữa bà qua bên con thử món phở con làm lần cuối. Con sẽ đãi bà uống rượu không trả tiền. Hay quá, dạo này bà đang thèm rượu. Đúng, chỉ có con Vi mới hiểu được lòng bà thôi. Bà thấy chưa, con dễ thương chưa? Đã vậy mà con còn hiểu được lòng bà nữa. Khỉ họ, dễ thương gì mà dễ thương. Thấy ghét muốn chết thì có. Hôm nay nghỉ tiệm sớm quá hả chị? Hôm nay chị có hẹn đi ăn tối với Bảo. Wow, dạo này chị với anh Bảo tiến triển tốt đẹp ghê. Nhưng nếu như chị với anh Bảo quen nhau á, vậy thì cái anh mà lúc trước chị nói sắp cưới á, sẽ như thế nào? Chị chỉ nói thiệt với một mình em thôi đó nha. Cái người lúc trước chị nói cưới á, chính là Bảo đó. Vậy là sao? Lúc trước chị với anh Bảo chưa quen mà. Em cứ biết vậy đi. Thôi, mai gặp ha. Bảo, món ăn ở tiệm đó ngon ha. Coi Sadali vậy chứ. Sadali sành ăn lắm đó. Ở Sài Gòn này còn nhiều nhà hàng có ăn ngon lắm. Từ giờ trở đi Bảo cứ chờ đó. À, hồi nãy Sadali gặp bé Vi á. Sadali kể với bé Vi á, chuyện tình cảm của mình phát triển rất là tốt đẹp. Bé Vi chúc mừng tụi mình, nó chúc tụi mình trăm năm hạnh phúc. Nó còn gửi lời chúc mừng Bảo nữa đó. Chuyện vậy mà cũng kể ra.
lãng nhách. Sao mà lãng nhách? Thiệt sự là tụi mình đang quen nhau chứ bộ. Đủ rồi, tôi không có muốn cãi lộn với chị nữa đâu. Kìa, sao Bảo không có kêu Sunny một cách thân mật hơn, cứ kêu chị hoài vậy? Bảo ơi, từ đây trở đi á, Bảo thay đổi cách xưng hô với Sunny cho phù hợp nha. Vậy kêu bằng gì? Thì Bảo cứ kêu Sunny là cục cưng đi. Nghe thì ghê. Ghê gì mà ghê, phải xưng hô vậy mới thấy lãng mạn chứ. Nói tóm lại tôi không có làm được đâu, nghe nổi da gà hết trơn. Cưng cái gì mà cưng. Xin lỗi nha, tôi này đến làm phiền hai người đây. Sao hai người tới đây? Tôi đâu có mời. Tôi mời á? Tại tôi thấy tôi với chị ngồi đây đâu có chuyện gì làm, kêu tôi nó tới chung cho vui. Xích vô cho Hiền ngồi coi. Mày vô đây. Nè, xích vô. Ngồi Hiền, ngồi. Kêu gì uống đi. Ông Bảo nói là bồ với chị Sunny, mà hình như vẫn chưa chịu cởi lòng ra được phải. Cũng phải thôi. Nó lớn người ta 10 tuổi rồi bắt nó kêu bằng cưng cũng khổ nó lắm á. Không phải là hồi xưa anh nói cỡ như chị Sunny cũng được rồi sao? Ừ, thì anh nói vậy để cho nó chia tay với con Vi cho rồi. Mà cũng căng ha, đàn bà mà lớn đàn ông 10 tuổi căng lắm mà. Tính ra nếu bỏ 10 tuổi thì chị Sunny coi cũng được chứ. Ngủ đi, mệt quá. Em thấy anh lạ quá. Anh có làm sao đâu. Hình như anh đã có chuyện gì lo lắng hả? Chuyện của thằng Khanh hay là chuyện của con Phương đi du học? Em có thử nghĩ coi chuyện đó sẽ phải tính thế nào chưa? Em nghĩ rồi. Bây giờ mà chúng ta cho Phương đi học là rất tốt, bởi vì càng nhỏ thì học ngoại ngữ càng dễ chứ anh. Còn anh tính sao? Nếu em đã quyết định thì chỉ còn cách làm theo thôi. Nhưng liệu con Phương nó đứt khách một mình có được không? Được chứ anh, Phương nó sẽ làm được. Bởi vì con bé vốn là đứa thông minh, biết phân biệt phải trái. Em tin con anh à. Ba sẽ cho con đi du học ở Pháp đó. Thì không mẹ. Trời ơi, con thích tới mức vậy sao? Con cảm ơn mẹ. Nhưng mà nè, qua Pháp rồi là phải cố gắng học hành, không phải là chỉ lo đi chơi với trường không đâu nha. Mẹ sẽ kiểm tra con thường xuyên đó. Đương nhiên rồi, qua đó con đi học mà, chứ con đâu có đi chơi với trường đâu. Mẹ lo dữ vậy. Phải chi thằng Khanh nó cũng đi với con thì tốt biết mấy. Đằng này con có nói với ảnh, nhưng mà ảnh không có thích. Ảnh nói để sau này đi, khi nào có dịp đi với Vi á thì đi. Chắc là em của con sẽ đi du học đó. Dạ, vậy thì hay quá. Con thấy nó muốn đi quá chừng luôn mà. Nghe nói con không có ý định đi hả? Con thích học ở đây hơn, với lại con không nỡ xa mẹ. Nếu như con nói như vậy á thì mẹ cũng không có ép con. Nhưng mà bất cứ lúc nào con thay đổi suy nghĩ thì con cứ nói với mẹ. Không có chuyện đó đâu. Ừ,
Ông đã chuẩn bị xong chưa cái mà tôi nói? Vẫn chưa chuẩn bị xong. Vài bữa nữa. Gì nữa đây? Mình đã kiếm ông giám đốc Cường tận nơi mà hắn vẫn nói là chưa chuẩn bị tiền. Mấy thằng này thiệt. Tôi cũng đang hỏi chỗ này chỗ kia để xem có mượn được tiền không. Ông tưởng chị tôi nói là tức cười làm sao? Ông tưởng là tôi không biết gì mà đi dọa ông à? Tôi nghĩ ông hiểu rõ chuyện này mà tại sao lại có hành động như vậy. Hay là ông chờ thằng này hành động rồi ông mới tỉnh ra? À, không phải vậy. Tình hình dạo này khó khăn thiệt. Xin ông ráng chờ thêm vài bữa nữa. Ông là sao vậy? Ông tưởng tôi tin lời ông nói à? Ông hãy tin tôi. Chờ vài bữa nữa không được sao? Dù bất cứ lý do nào thì tôi cũng sẽ ráng lo số tiền đó cho ông mà. Tôi biết quá rõ chuyện ông Mạnh nuôi bé Vi cực khổ như thế nào. Thôi thì cũng đã chờ. Ông ráng chờ thêm một chút nữa. Tôi sẽ trả đủ công lao ông nuôi bé Vi. Liệu tôi có nên tin lời ông nói không? Tôi hứa mà. Tôi được. Tôi sẽ chờ ông thêm vài ngày. Nhưng nè, ông đừng có làm cho tôi phải thất vọng. Nữa có con mèo không? Đây, đây. Như ba thằng Hùng phải không? Phải rồi chú ơi. Ba thằng Hùng làm gì có tiền mua xe đẹp vậy? Tao thấy giống lắm mà. Không phải. Anh chạy đi. Có gì em kiểm tra lại cho. Lấy xe có nói gì không? Khanh nói xe êm hơn lúc trước nữa. Ba mày mới sắm xe mới hả? Ba con làm gì có tiền mua xe mới chú Năm? Chú Năm nói á, thấy ba mày chạy cái xe xịn lắm. Chú Năm nhìn lầm người rồi đó. Lầm cái gì được mà lầm? Tao thấy giống lắm mà. Không có đâu. À Bảo, hồi nãy chị áo dài có điện thoại tìm mày mà không gặp. Mày điện lại cho chị đi. Ê Bảo, chừng nào cưới mày? Mới quen nhau cưới gì mà cưới chú. Tao mà gặp cục vàng đó là tao cưới liền á. Chân chư gì nữa mày? Con không biết phải cục vàng không hay là cục nợ nữa. Mày làm như có nhiều cô dư tiền để cưới mày rồi mở tiệm sửa xe cho mày á. Chú Năm nói vậy là sao? Chị hiểu dài nói nếu cưới được thằng Bảo chứ mở tiệm sửa xe cho nó hả? Ủa mày không biết gì hết hả? Có thật gì không Bảo? Tao không có biết gì hết á. Không biết không biết. Lúc người ta còn thích mày thì cưới lại cho rồi đi. Chần chờ cái gì nữa. Phương cũng quyết định đi du học Pháp rồi. Thấy Phương giỏi ghê không? Nhiều lúc thấy Phương mà Vi ước được như Phương. Bất cứ chuyện gì Phương muốn cũng đều đạt được. Theo Khanh thấy thì Vi cũng như vậy mà. Vi? Ừ. Bất cứ mục tiêu gì Vi đều cố gắng không ngừng hết. Và cuối cùng Vi cũng đạt được mục tiêu đó. Về điểm này thì Vi và Phương rất là giống nhau. Có thiệt là Vi giống Phương không? Sao mà Vi không bao giờ nghĩ được chuyện đó vậy? Vi à, có bao giờ Vi nghĩ đến chuyện đi du học không? Du học? Ừ. Làm sao mà Vi nghĩ đến chuyện đó được. Nói thiệt nha, Vi không biết mình có thể học đến đại học không nữa.
Khanh đã nói rồi, khi Vi đã đặt ra mục tiêu, Vi đều làm được cả. Cái đó là tại Khanh đánh giá Vi quá cao thôi. Không đâu. Hay là từ bây giờ Vi cứ đặt ra mục tiêu là đi du học. Nếu như vậy Vi sẽ học đại học được và sẽ đi du học được. Chắc là không có khả năng. Nhưng mà dù sao Khanh nói như vậy Vi cảm thấy được vui lây. Vi à, Vi sẽ làm được mà. Bởi vì Vi là Vi. Do vậy Khanh mới thích Vi đó. Hải nè. Dạ. Tay mạnh đó mình phải thật khéo, nếu không sẽ còn xảy ra những chuyện phức tạp hơn đó. Trước mắt là tôi đã giả bộ như không biết gì hết, đã bảo hắn ta chờ trong lúc tôi đi lo tiền. Hắn ta đồng ý rồi. Với hắn mình phải làm cho cháy ruột cháy gan lên, như vậy mới dễ nói chuyện. Anh đừng lo. Nhưng có một điều tôi không đoán ra là hắn đã lấy được tấm hình của Lan ở đâu. Anh phải điều tra cho kỹ chuyện đó, cả chuyện tại sao hắn kiếm được tấm hình, phải làm cho rõ. Anh bắt em phải tin vào chuyện đó hay sao? Làm sao em có thể tin được anh đã có người con gái khác? Em phải tập công nhận đi, lòng anh đã hết yêu em từ lâu rồi. Không được, anh không thể nào bỏ em được. Chuyện của chúng mình coi như hết rồi. Anh yêu cô ấy. Thôi được, em có thể tạm tin chuyện anh đã có người con gái khác, và em sẵn sàng tha lỗi cho anh. Nhưng anh ơi, anh hãy dừng lại đi, vẫn còn kịp mà. Bởi vì em đã có thai rồi. Anh thay đồ đi rồi đi tắm. Em lấy nước sẵn cho anh nha. Cô đừng hòng giở trò lừa dối để mà giữ tôi lại. Không, anh ơi, anh điên mất rồi. Anh điên vì gia thế, anh điên vì tiền của cô ta. Em xin anh hãy tỉnh lại đi, hay vì con của chúng mình. Anh ơi. Không, người cần tỉnh táo chính là cô đó. Tôi không thể công nhận chuyện đó được. Tôi không thể nhận đứa bé trong bụng cô lại là con của tôi được. Đúng là anh không còn tỉnh táo nữa rồi. Anh ơi, đừng làm nhơ nhuốc đứa con trong bụng của chúng ta. Đừng vì sự ham muốn của anh. Cô hãy từ bỏ cái từ chúng ta đó đi. Nó là con của cô. Bởi vậy cô muốn làm gì thì làm. Em nghe chuyện gì chưa? Chuyện gì anh? Vui lắm. Chị áo dài á, chủ tiệm áo dài đó, chị nói nếu thằng Bảo chịu cưới chị mở tiệm sửa xe riêng cho nó đó. Thiệt sao? Ừ. Chị đó coi bộ để dạch được nhiều tiền quá ta. Thằng Bảo có phước ghê ha.
Nè, mới hôm rồi anh còn nói làm sao mà có thể cưới được một người lớn tuổi hơn như vậy mà. Nhưng mà người ta mới tìm chiếc xe cho mình, tuổi tác đâu thành vấn đề. Ý anh nói á, hễ như có ai bỏ tiền ra mở tiệm sửa xe cho anh là anh có thể cưới được hả? Chuyện đó hẳn nhiên rồi. Trời ơi, trời ơi, đừng bóp. Trời ơi. Bà vẫn còn ngủ, chắc là ngủ mê quá. Bà ơi, bà ơi, bà dậy đi bà. Bà ơi, bà dậy đi bà. Bà ơi, bà ơi, bà dậy đi bà. Bà dậy đi bà. Bà. Con khỉ, tao tính ngủ nướng một chút mà làm gì kêu réo om sòm vậy? Bà làm con hết hồn á. Sao? Bà tưởng tôi chết rồi hả? Bà thiệt. Tại sao hôm nay bà không bán? Thì kệ tao, đừng quấy rầy tao nữa. Làm ơn đi học giùm cái đi. Bà thiệt không sao chứ? Con nhỏ này. Vậy thôi, con đi học nha. Có phải là sau khi cưới rồi chị sẽ mở tiệm sửa xe cho ông Bảo đúng không? Em nghe ai nói vậy? Nè, cái tin này không có đồn đại trà được đâu nghe không? Trời đất ơi, như vậy là chuyện này có thiệt đó hả? Trời ơi chị ơi, không có được đâu. Chị mà làm như vậy á, cánh đàn ông sẽ hay ỷ lại, hơn nữa sẽ sanh ra rất là nhiều thói hư tật xấu. Hơn nữa đó, ông Bảo ổng kinh nghiệm thì không có, ra làm ăn lỡ nhưng mà thất bại được chị tính sao đây? Thì đã làm sao, có thất bại thì mới có kinh nghiệm, mới làm tốt hơn chứ. Để hỗ trợ cho Bảo, có bỏ ra bao nhiêu tiền chị cũng không có tiếc đâu. Thôi em bán tiếp đi ha. Cái chị này đúng là mê ông Bảo ra hết cả mặt, thất thế quá rồi còn gì. Thằng cha thì kiếm chả khó khăn quá ta. Tin trốn tôi bằng cách này sao? Coi thường thằng Mạnh này quá đáng. Dạ phải. Dạ xin lỗi, ai đó ạ?
ba của Vi. Có chuyện gì mà ông phải gọi điện tới nhà tôi thế này? Anh đang bận hả? Ủa, có chuyện gì mà em tới không điện thoại trước vậy? Em có hẹn ở quán cà phê ở dưới, tới đây rồi phải ghé anh chứ. Mà anh biết hôm nay em hẹn gặp ai không? Hôm nay em hẹn gặp ba của Vi. Em gặp ông ta làm gì? Ông cứ điện thoại hoài, ông năn nỉ em là phải gặp ông một lần. Không biết là ông có chuyện gì muốn nói với em đó. Không biết là phải chuyện của thằng Khanh với con Vi quen nhau. Không, em không cần phải gặp ông ta. Em đừng đi. Sao lại không gặp được chứ? Em đã hẹn gặp rồi mà. Đã nói là không cần gặp là không cần gặp. Em đừng đi làm gì. Yeah, ông giám đốc đã tới rồi. Dạ, xin mời ông. Không biết tôi có làm phiền ông giám đốc lúc này không? À, xin lỗi, tôi không rành. Tôi không biết ở đây có cái gì ngon không, nên không có kêu trước. Ông giám đốc dùng gì? Ông nói là ông biết gì về tôi hả? Mình cứ vừa ăn rồi vừa từ từ mà mình nói á. Hình như ông không có chuyện gì để nói. Tôi đi đây. Con Vi, càng nhìn kỹ càng thấy nó giống ông. Đừng nói là ông không biết tại sao nó giống ông. Ông căn cứ vào đâu mà dám nói như vậy? Sao ông lại nói như vậy? Tôi biết, chỉ biết rất rõ. Tôi biết cả ông, cả mẹ ruột của con Vi. Vậy thì sao? Ông định đe dọa tôi để đánh một mẻ lớn phải không? Sao gọi là đe dọa? Tôi nghĩ là hai bên cùng nương nhau để sống thôi. Tôi không kéo ông tới đây làm gì đâu, mà tại vì cái người ủy nhiệm của ông cứ né tôi hoài. Do đó tôi phải buộc lòng trực tiếp gặp ông thôi. Nếu giờ ông lầm rồi, tôi không có ý định nói chuyện về con bé đó với ông. Ông nói gì sao được. Nếu bà nhà mà biết cái... Không, con Vi. Dạ thưa con Vi, mà nó biết được cái chuyện này thì... Nếu nó biết được là ông giám đốc đã bỏ mẹ nó trong lúc đang mang thai nó, rồi đi lấy một con gái nhà giàu khác. Trời ơi, ôi dồi, nó khủng hoảng lắm mà. Làm sao không khủng hoảng được? Có ai mà chịu nổi sự thật đó? Rồi nhiều khi là suốt đời nó coi cha ruột của nó là ông, là kẻ thù, là đằng khác. Ý ông nói như vậy là con Vi biết cũng được, cũng không sao. Ông muốn gì? Tôi chỉ muốn lấy tiền công mà tôi đã nuôi dưỡng nó suốt 17 năm nay thôi. Nếu vậy thì tôi cũng nói rõ cho ông biết, ông đã nhận đủ rồi. Ông nói gì sao được? Làm sao mà đủ được? Tôi thấy còn thiếu, nhiều. Thôi được, ông nói cụ thể cái điều ông muốn là gì đi. Đó, thà ông nói như thế tiện cho tôi. Tôi không muốn gì đâu. Tôi muốn có một cái tòa nhà để gia đình tôi với con Vi ở là được. Tôi sẽ lấy tiền cho thuê trong các căn phòng của cái tòa nhà đó để mà sống. Được như vậy thì tôi sẽ ngậm chặt miệng lại để không biết. Không, tôi sẽ coi như là không hề quen biết với ông suốt cả cuộc đời. Được rồi, tôi sẽ suy nghĩ và trả lời ông sau. Càng sớm càng tốt. Tính tôi là vậy, hay gấp gáp.
cái gì cũng muốn làm liền hả? Tôi nghĩ là làm càng nhanh càng tốt. Ông làm liền đi. Như vậy thì chỉ cần ngồi chờ. Thằng cha đó lại dám đe dọa các anh nữa. Tôi xin lỗi. Tất cả là lỗi bất cẩn của tôi. Tôi sẽ không để cho hắn giở trò gì với anh nữa đâu. Vô ích thôi. Đằng nào thì hắn cũng đang nắm đằng chui. Chuyện đã như vậy rồi, cách tốt nhất là khuyên nhủ hắn đi khỏi đây thôi. Vậy là anh định đáp ứng yêu cầu của hắn à? Không có cách nào khác đâu. Anh thử tìm xem có căn nhà nào vừa phải ở xa Sài Gòn này không. Anh cũng biết hắn không phải là loại người ngoan ngoãn, chịu rút lui khi đã được đáp ứng yêu cầu. Hắn không phải là người đơn giản thì làm sao mình có thể biết được sau này hắn sẽ còn gây ra chuyện gì nữa. Em đã suy nghĩ chuyện buôn bán tôi nói chưa? Dì tính nghỉ bán thiệt sao? Tôi già rồi, không lẽ đi nói chơi với thím hay sao? Không biết tôi có buôn bán được không mà. Khỏi lo, cứ làm đi. Giao cho thím tôi yên tâm hơn là giao cho người khác. Vợ thì lo buôn bán cực khổ ngoài chợ để nuôi cả gia đình. Còn chồng thì ăn không ngồi rồi đi lông nhông, vậy chắc mát ruột lắm phải không? Ủa bà sao vậy? Tôi muốn kiếm chuyện, muốn gây lộn cho bà nha bà. Tiến suy nghĩ lại đi nha. Nghĩ gì? Có chút chuyện. Mà ông ra đây làm chi vậy? Còn Vi á, bà nói nó nghỉ làm cái tiệm phở đi. Tôi cũng muốn vậy nhưng mà nó không có chịu nghỉ. Trời ơi, nó muốn học đại học á thì nó phải nghỉ tiệm phở rồi mới tập trung học được chứ. Tiểu ơi, ông sao vậy? Ủa sao là sao? Hồi đó mà mỗi lần mà nói đến hai cái chữ đại học là ông nhảy dựng lên á. Mà bây giờ ông nói là ông sẽ lo chuyện học đại học cho ông Vi. Trời ơi, phải ông không? Tôi với ai? Bà cái chuyện, bà tôi mệt bà quá. Giờ lo cho nó học đại học bà cũng kiếm chuyện là sao? Ai kiếm chuyện? Có điều thấy ông khác hồi trước quá à. Thôi tóm lại là vậy. Nói con Vi nó nghỉ làm à để nó tập trung nó học đại học. Bà lo cho tôi vụ đi. Ha. Đúng là chuyện lạ. Anh thấy cái trường này có vẻ được á. Anh cũng thấy vậy hả? Ừ. Trường đang định học ở trường này đó mẹ. Thôi, con đừng có để ý tới trường. Con cứ tìm cái trường nào mà nó phù hợp với con á. Nhưng mà trường nói là xét về nhiều mặt thì trường này rất là tốt, mà cũng phù hợp với con nữa nha mẹ. Bây giờ thì mẹ không biết là cho con đi Pháp có tốt không đây. Sao vậy mẹ? Mẹ sợ con cứ lo dính viên trường, không có lo học hành gì hết đó. Mẹ đừng có lo, Tường và Phương đứa nào cũng biết lo học hành cả. Sao mẹ hiểu về con, thu cả anh Khanh nữa vậy? Mẹ tin con, nhưng mà làm cha mẹ lúc nào cũng lo cho con cái hết. Mẹ đừng có lo, con sẽ cố gắng học giỏi, không có làm ba mẹ thất vọng đâu nha. Ba mình nói phải đi sớm hơn dự định. Chắc mình phải nghỉ học trong tuần này quá. Sớm vậy hả? Vậy là Phương phải chuẩn bị nhanh lên mới được. Ừ. Phương đừng có lo, trường trung học ở đó vẫn còn thời hạn nhập học mà. Để nhà mình tới đó trước, ổn định chỗ, rồi sau đó Phương tới cũng đâu có trễ đâu. Nhưng mà Phương phải qua sớm, còn lo chỗ ở nữa. Đã nói là đừng có lo rồi mà. Chuyện đó có má mình lo hết trơn rồi. Rốt cuộc là hai người đi chung với nhau hả? Ê, mình với Phương đi học rồi, một mình bạn có sao không đó? Hả? Đương nhiên là không sao rồi. Ở đây có Vi, người mạnh sống chết với nhau á. Ừ ha. Nói như vậy làm như chỉ có Vi là người quan trọng đối với Hanh thôi. Cả hai người đối với Hanh cũng quan trọng như Vi à.
Biết rồi, em tin anh hai mà. Trường nè. Hả? Khi nào qua Pháp á, tụi mình học chung đi. Ừ. Học chung cả thầy cô luôn. Ừ. Khi nào tụi mình mới được đi xem Khải Hoàn Môn với lại tháp FM ta? Ba của Vi hẹn gặp anh, có chuyện gì vậy anh? À, ông ta nhờ kiếm một chân quản lý kho ở trung tâm thương mại nếu như còn chỗ. Nếu là chuyện này thì ông đòi gặp em làm gì chứ? Chắc ông ta biết là có nói với anh cũng vô ích, nên muốn nói với em vốn dễ mềm lòng hơn ấy mà. Đói quá à, ăn cơm được chưa em? Chắc nhà dưới đang chuẩn bị rồi đó. Anh, rồi anh trả lời ổng sao? Anh nói là anh không thể giúp gì được chuyện đó. Anh trả lời vậy đúng lắm. Cũng may là em nghe lời anh, không đi gặp ổng đó. Mà này, nếu như ông ấy gọi điện gặp em thì đừng nói chuyện dài dòng, cứ kiếm cớ nào đó rồi cúp máy. Nếu không là ông ta cứ nhờ hết chuyện này tới chuyện khác đó. Dạ, em biết rồi. Vân ơi. Ơi, chắc là nhà dưới chuẩn bị cơm xong rồi đó. Anh thay đồ đi rồi xuống ăn nha. Ừ. Sao gọi là đe dọa? Tôi nghĩ là hai bên cùng nương nhau để sống thôi. Tôi không kéo ông tới đây làm gì đâu, mà tại vì cái người ủy nhiệm của ông cứ né tôi hoài, do đó tôi phải buộc lòng trực tiếp gặp ông thôi. Nếu giờ ông lầm rồi, tôi không có ý định nói chuyện về con bé đó với ông. Ông nói gì sao được. Nếu bà nhà mà biết cái... Không, con Vi. Dạ thưa con Vi, mà nó biết được cái chuyện này thì... Nếu nó biết được là ông giám đốc đã bỏ mẹ nó trong lúc đang mang thai nó, rồi đi lấy một con gái nhà giàu khác. Trời ơi, nó khủng hoảng lắm mà. Sao không khủng hoảng được? Có ai mà chịu nổi sự thật đó. Rồi nhiều khi lại suốt đời nó coi cha ruột của nó là ông, là kẻ thù, là đằng khác. Wow, hôm nay bà đẹp quá. Ngày xưa đó, bà cũng nổi tiếng trong xóm là người đẹp chứ bộ. Hôm nay, bà cháu mình hẹn hò. Được thôi, muốn hẹn hò thì hẹn hò. Sao mà mắc dữ vậy? Hay là mình đi chỗ khác đi bà. Nè cô ơi, bó cho tôi cái áo này. Dạ. Bà tính mua thiệt hả? Lần đầu mua áo cho cháu, phải lựa cái nào tốt nhất, đẹp nhất chứ, hiểu không? Cháu bà sướng thiệt ha, được bà mua áo đẹp cho mặc. Sướng gì, lẽ ra đó mình phải đối xử với nó tốt hơn nữa mới phải. Vậy thì lần sau bà đối xử với cháu bà tốt hơn nữa là được rồi mà. Con lựa một bộ con thích đi. Hả? Bà mua cho con nữa hả? Dạ thôi, con không cần mấy thứ này đâu. Bà đã nói rồi mà, khi mà người lớn nói chuyện đó thì cứ phải dạ dạ nghe lời, biết không? Dạ dạ,
Nhưng mà thiệt tình là con không cần đâu. Hay là bà để dành tiền á, bà mua thêm cho cháu bạn bộ nữa đi. Thôi. Chà, cái áo này hợp với con ghê á. Mua cái này nha. Bà, hôm nay bà xài tiền nhiều quá rồi. Thôi áo quần mua cho con, để lần khác mua cũng được mà bà. Cuộc đời là cái thứ mà người ta không biết mai mốt làm sao mà. Mà nè, ra được đây thì mua được, có gì đâu khó tính. Nè cô, cô gói cái áo này cho nó. Bà ơi, sau này á, mỗi lần mà mặc cái áo đẹp này, con sẽ nhớ tới bà. Mặc áo đẹp nhớ tới bà làm gì? Khỏi cần như vậy, cứ bận cho đẹp vô là được rồi. Bà, có phải bà đi Trung Quốc thăm con trai của bà, rồi bà ở Trung Quốc luôn không bà? Sao hả? Bà hôm nay lạ lắm, cứ như là một người sắp đi đâu xa. Bà ơi, bà ở Trung Quốc luôn hả bà? Bà sống bển làm gì? Bà qua đi gặp mặt thằng con trai với đứa cháu là bà về à? Thiệt không bà? Vậy mà con cứ tưởng là bà đi, làm con sợ quá chừng. Vi đi mua đồ hả? Bà rủ Vi đi. Bà ơi, đây là Trường, bạn học cùng trường của con. Con chào bà. Coi cũng thông minh lanh lẹ quá ha. Không có thời gian đâu Trường, đi lẹ lên. Dạ. Gặp lại Vi sau nha. Thưa bà con đi. Đây là mắc tiền lắm á. Bộ sợ tôi bắt trả tiền hay sao la vậy? Yên tâm, bà không phải vậy đâu. Bây giờ con thích ăn món gì con kêu đi, thoải mái. Hôm nay bà lạ thiệt á. Nữa, mua đồ cho nó mặc nó cũng kêu lạ, rồi giờ dắt nó vô để ăn nó cũng kêu lạ. Sao con nhiều cái lạ quá vậy hả? Nè tôi nói cho biết nha, một lần nữa mà tôi nghe cái tiếng đó đó hả, là tôi bỏ cho đi một mình. Biết không? Đôi này sao hả Trường? 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 Dạ. Má hỏi là con thấy đôi này sao? Con đang suy nghĩ cái gì vậy? Dạ, dạ đâu có gì đâu má. Dạ cái đôi đó cũng được đó má. Vậy? Hôm nay á, con vừa được ăn ngon nè, vừa mặc đồ đẹp nữa. Con có nằm mơ cũng không nghĩ được nữa. Biết con thích vậy đó, thì bà đã rủ con tới cái trung tâm thương mại này sớm hơn rồi. Vậy thì lần sau mình sẽ đi thường xuyên ha. Để con tốt nghiệp ra trường đi, con đi làm có lương, tháng đầu tiên con sẽ mời bà đi ăn. Con chờ bà nha. Bà đi vô nhà vệ sinh một lát. Trường sắp đi du học ở Pháp. Qua bên Pháp chắc là Trường sẽ thấy Pháp Eiffel. Thì chắc thấy chứ. Vi à? Trường. Vi nói trước đi. Lát nữa mình gặp nhau được không?
Vi có cái này muốn đưa cho Trường. Ờ, vậy thì bây giờ Trường về nhà, lát nữa 5 giờ gặp nhau ở tại công viên nha. Bây giờ đến lượt Trường đó, Trường nói đi. Vi nói trước rồi. Thật ra thì Trường muốn gặp được Vi trước khi Trường đi. Vi đi nha, chút xíu nữa gặp. Chắc là đã đến lúc trả lại cho Trường. Làm gì? Bạn nói ai không biết bơi? Ở đây ngoài bạn ra còn ai nữa? Không dám đâu, mình bơi giỏi lắm á. Cái gì? Dáng bạn cũng đẹp lắm đó. Bạn đi thi hoa hậu đi. Tối. Dạ. Dạ con biết rồi. Con về liền. Để nói hẹn gặp Trường. Vì hẹn gặp như vậy Trường có ngại không? Không, đâu có gì đâu. Vì xin lỗi vì đã đối xử không tốt với Trường lần đầu tiên gặp ở Sài Gòn. Lúc đó hình như Vi mới bỏ nhà ra đi, một mình chống chọi với tất cả mọi thứ ở trên này. Vi ngớ ngẩn nhiều thì phải. Chuyện đó qua lâu rồi, Vi đừng có nhớ nữa. Có nhớ sợi dây chuyền này không? Không biết Vi như thế nào, nhưng đối với Trường, những kỷ niệm hồi nhỏ với Vi không bao giờ Trường quên. Chuyện đó đối với Vi cũng vậy mà. Nếu vậy thì Vi hãy giữ sợi dây chuyền này đi, coi như là nó làm chứng cho tâm hồn trong sáng của tụi mình. Trường thích Vi giữ nó. Trường đi Pháp rồi, chắc là lâu lắm mới được gặp lại. Trường đi mạnh giỏi nha. Vi cùng ở lại mạnh giỏi. Còn nguyên đây, hay là mình lao kho báo mình ta? Mổ. Cất lời đi. Ai vậy ba? Ai vậy ba? Người này đẹp quá. Có nói ra mày cũng không biết đâu.
Ly là bà còn xa với tao. Mày đi đâu vậy? Mẹ kêu con về nhà ăn tối. Con gặp ba đi đâu đó mà giỏi quá, con lo nên con đi theo. Wow, xe mới của ba hả? Ừ, nếu là nói xe của tao thì... À, ba lén mẹ ba mua xe mới đúng không? Không, không phải như vậy. Đây là xe tao mượn của người quen. Người quen nào mà cho ba mượn cái xe xịn dữ vậy? Bà, xe mới đúng không ba? Nó không phải mà. Ba đừng có lo, con hứa sẽ giữ bí mật. Phải tuyệt đối giữ bí mật nha, chuyện chiếc xe. Ba yên tâm đi, con sẽ giữ kín bí mật. Tự nhiên nhớ đến chuyện về nhà ăn cơm mẹ nấu, con thấy đói bụng ghê. Mày định làm cái tiệm phở hoài hả? Dạ, đương nhiên rồi. Vi nè, mày... Dạ, ba nói đi. Mày... À không, không có gì, thôi đói bụng rồi, về ăn cơm. Đói bụng quá đi. Vi này giờ này chưa về nữa. Chờ một chút đi, nó về giờ mà. Con chào cả nhà. Ủa, sao ba với em về chung vậy? Ừ thì em gặp ba ngoài trước á. Wow, có nhiều đồ ăn quá. Hôm nay là ngày gì vậy mẹ? Mẹ nói có em về nên chuẩn bị đặc biệt đó. Mẹ, con đâu phải là khách đâu, ăn cái gì cũng được mà. Ủa, bé Thủy đâu rồi mẹ? Đây nè, mẹ biết có chị tới nên bắt em ở nhà, không cho nhúc nhích, không cho đi đâu hết nè. Mẹ, mẹ làm như vậy thấy còn giống khách quá mẹ ơi. Thôi chắc đói lắm rồi, ngồi xuống ăn, ngồi nha. Lâu lắm rồi ở nhà mình ăn cơm vui vẻ vậy đó. Hồi mình cưới nhau đến giờ, đây là lần thứ hai đó. Từ bây giờ, cả nhà mình hãy thường xuyên làm như vậy đi. Cả nhà mà ăn cơm như vậy, quay quần với nhau như vậy mới là vui nhất á. Cái gì nữa? Vi à, mẹ thấy bây giờ nhà mình cũng đủ sống rồi con. Hay là con nghỉ tìm phở, rồi về ở chung với mọi người luôn. Đúng đó, giờ nhà mình có tới 3 người kiếm ra tiền lận. Tội gì em phải sống cực khổ bên ngoài như vậy chứ. Con xin lỗi, cứ để cho con ở ngoài tiệm đi, vừa đi học vừa đi làm, sống tự lập như vậy con thấy thoải mái hơn. Đúng đó, chứ đằng nào bây giờ mà chị dọn về nhà, rồi phòng đâu chị ở, đâu biết ở đâu đâu. À, ba, ba nói là nhà mình sắp chuyển á ba, chuyện đó tới đâu rồi ba? Thôi thôi, bây giờ mà nói chuyện chuyển nhà làm gì hả? Tại lúc trước ba nói là chuyển nhà chứ bộ, phải không ba? Ở chuyện đó là bây giờ mà nói ra chuyện tòa nhà chắc ba lại kêu dở trò gì rồi lại làm phiền phức thêm. Thôi chuyện đó từ từ mai mốt mình tính rồi mình chuyển con ha. Thôi mọi người đừng có lo cho con, cứ để cho con ở ngoài tiệm đi, không có sao đâu mà. Chị, vô đây nhẹ lên. Có chuyện gì mà em lạ vậy hả? Chị, anh Khanh á, ở trường có nhiều bạn gái thích không? Chị cũng không biết nữa. Nhưng mà em hỏi chi vậy? Đâu có, em chỉ hỏi chơi vậy thôi. Tại mấy lần gặp ảnh ở trường á, em thấy đàn ông con trai gì mà có nước da trắng bóc à, nhìn thấy gớm quá. Nè, nói người ta gớm như vậy có thấy quá đáng lắm không? Quá gì đâu quá, em ghét mấy thằng đàn ông mà có bộ mặt với lại nước da trắng vậy lắm. Chị, anh Khanh học giỏi không chị? Mà thôi, ảnh có học giỏi cũng kệ ảnh. Tại vì đàn ông trai mà có nước da trắng vậy, có học giỏi cũng đâu làm được gì đâu, thấy gớm thấy mồ ha. Chị có thấy vậy không? Thì lâu lâu cũng thấy gớm. Hai
Hai đứa làm gì trống vậy? Ra ăn trái cây đi. Dạ. Đi ra ăn trái cây nha. Anh Khanh mà nhìn thấy gớm hả? Không dám đâu. Người ta đẹp trai phong độ, ga lăng thấy mồ. Nhìn sợi dây chuyền này, tâm trạng của mình lại thấy thoải mái dễ chịu. Em giám đốc Cường nói ra chứ gì? Từ giờ trở đi xin ông đừng có gặp ông giám đốc trực tiếp giùm cho. Chỉ cần ông đừng né tránh tôi, tôi cần gặp trực tiếp ông giám đốc Cường làm gì? Thôi cái chuyện nó vậy rồi ha. Còn đây, tôi đã nhờ ông Cường thì ông đã chuẩn bị xong chưa? Tôi có chuyện cần phải biết rõ trước đã. Làm sao ông biết được mối quan hệ giữa ông giám đốc và con bé Vi? Tôi đi theo dõi ông, tôi mới gặp được ông Cường. Vậy còn tấm hình của cô Lan? Chuyện cô Lan và ông giám đốc quen nhau ở trường đại học, làm sao ông biết được hả? Ở trường đại học chuyện đó là... Ủa mà sao tôi biết được? Nói ra chuyện mình tới trường đại học hồi đó ông Cường giám đốc học, rồi tình cờ gặp được bạn học cũ của ổng, chắc chắn là không được rồi. Chuyện nó như thế này, trước đây khi còn sống á, mẹ Vi có đến sớm của tôi chơi à, rồi mới kể cái chuyện gặp ba con Vi ở trường đại học cho vợ tôi nghe. Rồi sau đó trước khi đi đưa cho vợ tôi một tấm hình làm kỷ niệm nữa. Liệu tôi có thể tin hết tất cả những lời ông nói không vậy? Chứ nếu không mà tôi tài cán nào mà tìm ra được sự thật đó ông. Thôi ông đưa tấm hình ra trước đi. Nhưng mà chuyện tôi nhờ ông giám đốc Cường tới đâu à? Thôi được, để tôi lấy cho ông xem. Chỉ có vậy thôi sao? Thì cô đi cô để là cho vợ tôi có tấm hình làm kỷ niệm à. Ông tin tôi dễ quá vậy? Mời ông đi theo tôi. Tòa nhà nó ở đâu ông? Ở Sài Gòn được không? Sao ông cứ đi đâu ra ngoài hoài vậy? Ở đây là đâu vậy? Ông bị đinh đến đâu nữa?
Nếu ông sống với gia đình ở đây rồi lấy tiền cho thuê mà sống thì sẽ không bị đói, đúng như lời ông nói. Nhưng với điều kiện là ông phải để con Vi nó ở lại Sài Gòn. Dụ này có bộ buồn cười dữ nghe. Ông coi thằng Mạnh này là người thế nào? Ông có thương tôi như vậy à? Ông quăng ba cái thứ rác rưởi này cho tôi rồi bắt tôi vừa rạp mình xuống vừa nhân vừa biết ơn ông chắc. Nếu ông muốn hơn thế này thì ông tham quá đó. Được như vậy là ông giám đốc đã quan tâm tới ông nhiều lắm rồi. Ông còn nói tới sự quan tâm đấy à? Hả? Nếu cứ dở trò thế này thì đừng trách tôi không lịch sự được nữa. Ông cứ biết vậy đi. Đó, có mấy cái tòa biệt thự cao ngất trời, giao cho mình ba cái thứ rác rưởi chỗ nhà quê vậy. Đối xử với nhau vậy đâu có được. Cứ chờ đó. Alo, tôi nghe đây. Tôi đang ăn cơm. Sao? Công việc xong chưa? Tôi xin lỗi. Công việc không được suôn sẻ. Hắn ta có vẻ tham lam quá mức. Lại cái gì nữa vậy? Em đi mà anh. Mình hả? Anh sao vậy? Anh có chuyện gì không vui hả? Không. Công việc ở phòng kế hoạch xử lý chưa được tốt ấy mà. Mà có chuyện gì không em? Anh quên rồi hả? Tối nay mình có hẹn ăn cơm với mấy đứa nhỏ, với lại thằng Trường đó. Đúng rồi, anh nhớ mà. Cả nhà sẽ ra đó trước nha. Anh xong việc rồi ra sao nha. Nhưng anh sẽ không tới trễ đâu. Rồi, lát nữa gặp ha. Nè, có phải là ông Cường dành thời gian là vì thằng Trường không đó? Nè, đi chung luôn đi. Đi rồi ăn tối luôn ha? Tối nay tôi có hẹn rồi. Với lại bà biết sắp sang Pháp rồi. Tôi phải đi chào chỗ này chỗ kia nữa. Bà nói cũng phải. Chuyến này là đi thiệt rồi đó hả? Nhưng mà mai mốt nhớ dắt thằng Khanh qua bển chơi đó nghe. Nhưng mà nè, tôi gửi con Phương cho bà đó. Nhớ chị dạy ra giùm tôi nha. Thôi đi, đừng có lo chuyện đó. Tôi coi bé Phương như là con gái của tôi vậy đó. Nhưng mà sắp tới con Phương nó đi rồi, nhà của tôi sẽ trống trải lắm. Cũng may là còn thằng Khanh. Nói ra hả là Thư đừng buồn chứ. Tiện vậy nè, đưa thằng Khanh qua bển thì nó sẽ tốt hơn đúng không? Ê, hôm bữa tôi gặp nhỏ đó đó, ở trên trung tâm thương mại á. Cái con Vi gì đó. Vậy hả? Nó thiệt nghe. Khi mà con nhỏ đó xuất hiện ở Sài Gòn này á, tôi lo là nó gặp thằng Trường rồi nó gần gũi giống như hồi còn nhỏ. Mà tôi nghĩ tôi lo cũng uổng công thôi. Bởi vì tới bây giờ á, thằng Trường nó mới hiểu ra là con nhỏ này không có xứng với nó chút nào hết. Lát tối cho tôi gửi anh Trường nha. Trước khi đi, vợ chồng tôi muốn đi ăn cơm với bà với lại ông Cường một lần. Được rồi, bà đi cẩn thận nha. Chị, đồ của tôi nhỏ hả? Dạ. Đưa tôi, để tôi mang lên cho. Thiệt nghe, khi mà con nhỏ đó xuất hiện ở Sài Gòn này á, tôi lo là nó gặp thằng Trường rồi nó gần gũi giống như hồi còn nhỏ. Mà tôi nghĩ tôi lo cũng uổng công thôi. Bởi vì tới bây giờ á,
thằng Trường nó mới hiểu ra là con nhỏ này không có xứng với nó chút nào. Nếu như mà mình cũng làm khó thằng Khanh giống như mẹ của Trường thì liệu thằng Khanh nhà mình có xa nhỏ Vi được không ta? Sao ba lâu quá vậy mà? Chờ một chút đi, chắc ba sắp tới rồi. Ba con tới kìa. Thưa bác. À. Tới lâu chưa vậy? Dạ, cả nhà cũng mới tới thôi. Nghe nói cháu sắp đi Pháp phải không? Dạ. Bác không cần phải mất thời gian cho con như vậy đâu. Dù sao thì cháu cũng là bạn thân của con Phương với thằng Khanh nhà bác. Trước khi đi, ít ra bác cũng mời cháu được một bữa cơm chứ. Dạ. Con cảm ơn ba vì đã lo cho Trường như vậy. Nhỏ này. Trường này, vài bữa nữa Phương nhà bác nó sang bên đó, cháu để ý giúp đỡ bạn giùm nha. Coi coi nó có chịu học hành gì không. Bác yên tâm đi, qua bên đó nếu mà Phương lười học á, con sẽ điện thoại về mét với bác liền. Trời, cái gì vậy? Bộ định làm gián điệp của ba Phương hả? Hình như là ba Vi thì phải. Trời ơi, gặp ông giám đốc, ông khỏe không? Thưa bà, các cô, các cậu có ở đây. Tôi ráng lắm mới tới đây, ở đây đồ ăn mát thì vậy luôn. Bác tới có một mình hả? Một mình thôi, chứ tiện đâu mà huy động cả gia đình tới đây. Thưa bà, thưa ông, tôi có thể ngồi đi được không ạ? Bởi vì tôi cũng có chuyện muốn nói với ông đó, đồng giám đốc. Xin lỗi ông, đây là cuộc họp gia đình, tôi e rằng làm như vậy không tiện. Vậy là tôi vô ý vô tư quá. Xin phép cứ tự nhiên. Ba, con thấy bác ấy đi có một mình à, ngồi chung bàn mình có sao đâu. Thôi, cả nhà mình đã ăn tối chung với nhau mà, có người khác vô kỳ lắm. Phương nói đúng đó, hôm nay cả nhà mình ăn thôi. Nghĩ sao mà đưa cụ thịt cho ta ăn mày? Đó, nó dính luôn nè. Nè mày coi nè, nó da nhất là thấy luôn tưng nè. Đó, sao? Đó, dữ gớm nè. Hả? Mày ăn gì sao ăn được? Hả? Người gì mà vô văn quá vậy không biết. Lần đầu tiên ở những chỗ như vậy cũng có thể như vậy lắm chứ. Thôi, các con đừng có bận tâm, cứ ăn đi. Anh sao vậy? Đâu có sao, chỉ có điều là chắc tại thức ăn hồi trưa thế nào đó mà tự nhiên thấy đau bụng. Có bộ sắc mặt ông không được khỏe. Tôi đến đây bất tiện cho ông quá phải không? Ông muốn giở trò gì nữa? Ông định dùng gia đình tôi để uy hiếp tôi hả? Làm sao tôi dám uy hiếp ông giám đốc? Chẳng qua là ông quá coi thường thằng Mạnh này. Ông tưởng tôi không đến đây để ăn trong cái nhà hàng này được à?
hả? Có bộ không biết chuyện căn nhà, ông làm như vậy được quá đáng với tôi lắm. Ông phải biết, bấy nhiêu là tôi đã nghĩ đến ông rất nhiều rồi đó. Hồi nãy tôi thấy ông bà cũng rất hạnh phúc đúng không? Bây giờ tôi ra tôi nói với bà rằng con Vi là con ruột của ông, không hiểu bà sẽ nghĩ thế nào nha. Rồi cô cậu mà biết được con Vi có chung dòng máu với mình thì ồ, chắc ngạc nhiên lắm. Hai bên cũng có lợi, ông thấy không tốt hơn sao? Mà tôi nghĩ là cái gì ông giao cho tôi, ông cho tôi nó còn đó thôi. Sống là vậy, chết nó thuộc về con Vi kia mà. Đúng không? Lo mặt đi. Chỉ cần ông thỏa mãn tôi thôi là tôi hứa không bao giờ tôi lãng giảng trước mặt gia đình ông nữa. Nếu cần làm cam kết thì tôi sẽ giết ngay. Ông thấy sao ông giám đốc? Anh mới đi rửa mặt hả? Trời nóng quá. À, xin chào ông. Chào bà. Chào các cháu. Tôi đi. Anh gặp ba của nhỏ Vi trong nhà vệ sinh hả? Ba của Vi lại nhờ anh đi tìm việc làm hả? Mẹ nói vậy là sao? Sao ba Vi nhờ ba kiếm việc làm vậy? Chuyện của người lớn, tụi con cứ coi như là không biết gì đi. Ăn đi. Ba của ông Vi thiệt là quá đáng. Người ta đã nói không được một lần rồi thì phải thôi đi chứ. Đằng này cứ tiếp tục nhờ anh xin việc làm nữa. Anh đã nói không được, đủ để cho ông ta hiểu rồi. Em đừng lo. Mà lần nào ông này cũng mất lịch sự. Chắc em phải gặp mẹ của ông Vi quá. Không cần vậy đâu. Anh đã dứt khoát với ông ấy là lần sau anh không giúp được chuyện đó nữa. Em không cần phải gặp mẹ Vi làm gì. Dạ, em biết rồi. Nhưng mà lần sau ổng còn làm cho anh khó chịu nữa, em không để cho ổng yên đâu. Anh khát nước quá, em lấy cho anh ly nước mát nha. Dạ, anh chờ em một chút. Anh có thấy ba Vi ngày càng trơ trẽn không? Ổng nghĩ ba mình là ai mà dám nhờ ba mình lo việc làm cho ổng chứ? Em thấy đã nghèo mà còn vô liêm sỉ khó ưa nữa. Nói thiệt, lúc nhìn thấy ba Vi á, em nghĩ Vi với ổng cũng là một ruột. Lớn lên với người cha vậy thử hỏi lấy ai làm gương mà không giống ổng chứ. Vi thì khác. Sao khác? Nói tóm lại là em đừng bao giờ nghĩ Vi giống như ba của Vi. Em nói anh hoài à, anh suy nghĩ kỹ đi, làm sao mà biết được. Đâu có luật nào cấm Vi lúc khó khăn rồi cũng trở nên chơi chẽn giống ổng đâu. Thôi anh mệt quá, anh muốn đi ngủ đây. Anh cũng giỏi thiệt á, nhìn thấy anh bên nhỏ Vi chầm chập là đủ biết rồi. Chắc chắn là Vi khác rồi, bởi vì ông ta đâu phải là ba ruột của Vi đâu. Không biết là ba ruột của Vi tính tình như thế nào ha, nhưng ít ra cũng khác với ông Mạnh. Anh
tay mạnh đó xuất hiện trong bữa tối họp mặt gia đình tôi. Dạ, tay mạnh đó. Chúng ta đã cố đối xử khó tình với một kẻ không biết điều như hắn. Anh đừng lo, tôi sẽ làm cho hắn không thể giở trò gì trước anh một lần nào nữa đâu. Tôi sẽ thử tin anh, nhưng đừng làm tôi thất vọng đó. Tôi đã nói rồi, coi thường thằng Mạnh này sẽ có ngày sẽ bị thương nặng. Tao là người nói là tao làm. Ôi trời ơi. Sao giờ này mà không ngủ mà ra đây làm gì vậy? Bà ngủ đi, bà ra đây làm chi? Không biết có phải tại sáng sớm đi bà Năm bán thịt đi lấy hàng không? Mà giờ trằn trọc hoài ngủ không có được. Đang làm gì cũng làm luôn, tự nhiên nhảy qua bán thịt. Thì bán thịt lời nhiều hơn. Lời có nhiều thì cũng là tiền lẻ. Thì gom tiền lẻ mới thành tiền lớn được chứ. Tới đây mới thấy là mình đang sống thiệt phải không? Giờ mình thấy thú vị quá gì. Trời ơi, sáng sớm mà sao mọi người làm việc chăm chỉ ghê á. Sống một mình nhiều khi thấy buồn đơn độc lắm. Nhưng mà ra tới đây rồi đó là bao nhiêu cái ý nghĩ nó biến mất. Thấy khỏe liền à. Hôm nay có lẽ là lần cuối tới đây không chừng. Ủa lần cuối là sao gì? Dì phải thường xuyên ra đây với con chứ. Giao lại sạp là được rồi, còn tới đây làm gì nữa? Dì buồn lắm phải không? Đây là việc làm dì làm bao nhiêu năm nay rồi mà. Buồn gì mà buồn, vui thì có. Ôi dì sao vậy? Không có gì. Thấy miếng nào có vẻ xấu quá thì bỏ đi đừng tiếc. Bán ba thứ ương đó có ngày mất hết khách đó. Dì đừng lo. Mẹ, cuối cùng rồi mẹ cũng đã bắt đầu rồi hen. Con đi học hả? Dạ. Bà ơi, vậy bà truyền nghề cho mẹ con á là bà phải truyền nghề đầy đủ, không thiếu một bí quyết nào nha bà. Khỏi cần dặn, bà dạy hết cho mẹ mày, đừng có lo. Đi vô đem cuốn sổ trong học tủ vô đây giùm tôi coi. Dạ. Thấy chưa? Lúc nào cũng chỉ nghĩ tới mẹ thôi. Này thím mua thịt á, lựa cho tươi, mới không cái màu đỏ thắm. Ba rọi á, phải thịt nhiều mà mỡ ít, bây giờ người ta không có ăn mỡ. Ba. Dạ. Cuốn sổ gì của bà, củ mềm à, để con mua tặng cho bà cuốn mới. Thấy suy nghĩ của tuổi trẻ không? À, nó thấy cái gì mới thì nó cho cái đó là tốt đó. Bà, con thấy ở trong tủ bà đó có cái hũ thuốc á. Thuốc gì vậy bà? Tôi muốn sống lâu, tôi uống thuốc bổ. Bà không được hả? Được. Những cái người lớn tuổi như bà đó phải thường xuyên ăn đồ ăn cho thiệt ngon, uống thuốc bổ thiệt nhiều, vậy là tốt á. Trời ơi, sao con đứng đây hoài vậy? Chưa trễ học hả? Trễ rồi, con đi nha bà, con đi nha mẹ.
sao vậy? Ôi, bộ không biết sao còn hỏi. Tại ở trường không còn trường nữa, Phương cảm thấy trống vắng nên mới vậy chứ sao. Mà nè, Phương cũng sắp đi Pháp rồi, có gì đâu phải buồn chứ. Nhưng mà cứ nghĩ không gặp trường một thời gian, Phương thấy thiếu thiếu sao á. Trời đất, vậy mà kêu hai đứa xa nhau mấy năm, chắc Phương nhớ trường mà chết quá hả? Đương nhiên rồi, trường là oxy của Phương chứ bộ. Không có oxy làm sao sống được, đúng không? Ý trời ơi, nói chuyện mà nghe nổi da gà hết trơn à. Trường dạo này chắc bận lắm hả? Còn phải chuẩn bị đi Pháp nữa. Chuẩn bị xong hết rồi, bây giờ chỉ còn chờ đi nữa thôi. Phương nè, qua Pháp á, không có được quên tụi này nghe chưa? Phải thường xuyên liên lạc về đó. Biết rồi, Phương sẽ tới tháp Eiffel chụp hình chung với trường, rồi gửi về cho mấy người coi, chịu chưa? Ê ê ê, giờ Phương tính chọc tức tụi này phải không? Trường chuẩn bị xong hết chưa? Hôm nay không có trường đi học, Phương thấy trống trải quá. Không đi học, trường cũng thấy thiếu thiếu làm sao á. Giống như là mình có việc làm mà mình không làm vậy. Phương nè, hay là hôm nay tụi mình đi chơi vòng vòng Sài Gòn cho đã đi ha? Được thôi, tụi mình đi chơi cho đã ha. Chơi hết mình luôn. Cảm ơn những tấm hình này nha. Trường tặng cho Phương á là để mai mốt Phương viết thư qua Phương hỏi thăm trường đó. Nhớ rồi. Phương. Trường vẫn còn giữ hả? Kỷ niệm của Phương tặng cho trường mà. Từ giờ trở đi, trường sẽ không bỏ nó ra đâu. Chỉ trừ khi nào Phương cho phép. Trường, ba tới rồi. Ba nhậu ở đâu sai nữa rồi? Không có, ba uống có vài ly thôi. Nhưng cho con biết, vài bữa nữa thôi là ba sẽ là chủ tòa nhà cao. Ba nói vậy là sao? Là tất cả là nhờ con, có báo của ba. Ba nói cái gì mà con không hiểu gì hết. Ba sai lắm rồi đó. Ba đói bụng không? Ba ngồi đi, con nấu cho ba tô phở nha.
Không cần đâu. Ba Di à? Khoan à. Ba đừng có về. Ba ở đây đi. Đợi mẹ với chị Hiền tới về chung nha. Không cần. Nhìn vật con á, kỹ thì ba thấy con giống ba. Ba của con á, giống của ba gì? Vi, sao đứng ngẩn người ra vậy? Dạ, không có gì. Có một dòng sông trải tràn trong trí nhớ làng ấy. Bây giờ, anh, sao mày dám đụng tao mày? Mày có biết tao sắp làm chủ tòa nhà lớn mày dám làm vậy mày? Hả? Kinh đi. Đời mày vô quét dọn trong cái tòa nhà đó, người ta không cho nó biết khỉ. Cái ông này rốt cuộc giờ cũng không biết là ông đang ở đâu nữa. Cậu thấy xong chưa? Cậu lát nữa đi lấy nè. Cậu có mua bánh đi trà vậy? Anh đấy đấy, Michael Messenger. Mua cơm nửa tiếng, anh sẽ thích ở đấy. Phải rồi. Mẹ. Với lại người ta cảnh báo anh rồi. Người khác, người ta ở nhà. Anh nóng ruột như thế nào? Đi mà không có nghĩ, không suy nghĩ gì hết trơn. Thế em là ba đi nhậu chứ gì? Mark. Nghe con Vi nó nói là thấy ông xỉn. Mà không biết xỉn rồi xa vô cái chỗ nào. Trời ơi. Hay là sai rồi trên đường về gặp sòng bài, ghé vô đánh vài ván rồi quên về luôn. Dạ đúng đó mẹ. Nghe đâu ba thích mấy vụ đó lắm mà. Thôi mẹ đừng có lo nữa. Trời ơi, tao cũng lại trời à. Lại trời cho mai là ông rơi vô cái chỗ đó. Biết đâu mai mày có đi học không? Dạ có. Có đi học tại sao giờ này còn coi tivi? Đi vô hộ. Không được. Mơ gì thấy ghê vậy trời. Cái ông này không biết đi đâu nữa. Nói tóm lại là ông thử về nhà coi. Đi đâu tới giờ này mà không biết là ở nhà người ta đang chờ. Hay là ba có xảy ra chuyện gì không mẹ? Nếu có đánh bài thì khuya ba cũng về mà. Hay mình đi báo công an, nói là ba bị mất tích. Cái gì báo công an mất tích? Không được đâu. Mẹ có linh cảm không tốt. Nếu từ đây tới chiều mà bà không về thì phải báo công an thôi. Lúc ba về mà. Ăn đi mẹ. Mày tới rồi hả? Ê, thấy bạn bè quét nhà thì cũng giả bộ ra giúp một cái chứ. Nè, mày có chuyện gì hả? Đêm qua ba tao không có về nhà. Thì chắc ba mày uống một ly rồi ngủ luôn ở đâu đó. Tao biết tánh ba tao mà.
có sai gì sai, cũng tìm đường về nhà. Cũng đúng, ba mày cũng đâu hay ngủ ngoài đúng không? Có ngồi sòng thua hết tiền thì cũng phải ráng lết về nhà mới ngủ chứ. Bảo à, có khi nào ba tao có chuyện gì không? Chắc không sao đâu, ba mày chứ đâu phải ai khác, ông đâu có vừa gì. Dạ alo, tìm chiếc xe Nam Đại nghe à. Ông Mạnh à? Dạ phải, ông Mạnh là ba của tôi. Có chuyện gì không anh? Hả? Ba tôi bị tai nạn à? Ở bệnh viện nào anh? Dạ cảm ơn. Nè, ba mày không có sao đâu, đừng có lo quá. Mày tới bệnh viện, nhớ điện thoại về tiệm cho tao biết chú Mạnh có làm sao không nha. Quên nữa, mày điện thoại tới tiệm Máu Dài, mày kêu nhắn dùm Hiền với mẹ tao là nói ba tao bị tai nạn, đang nằm ở bệnh viện nghe bảo. Tao biết rồi, nè, chạy tới bệnh viện đàng hoàng, chạy xe cẩn thận. Tôi, Bảo đây. Anh Bảo, tối qua anh ngủ có ngon không? Ngon gì mà ngon, cho tôi gặp bà Hiền đi. Dạ. Hiền hả? Anh kiếm Hiền chi vậy? Hỏi làm gì, tôi đang có chuyện gấp, nhanh lên đi. Sao Bảo la lối quá vậy? Nhanh lên đi. Dạ, em kêu Hiền liền. Vô nghe điện thoại kìa. Anh Hùng hả chị? Không phải, Bảo gọi, Bảo nói có chuyện gấp. Chuyện gấp là chuyện gì vậy chị? Ai biết, vô nghe là biết liền chứ gì. Bảo hả? Tôi nè, có chuyện gì vậy? Hả? Ba tôi gặp tai nạn hả? Ờ, tôi biết rồi. Chuyện gì vậy? Ai bị tai nạn? Ông già chồng em bị tai nạn, giờ đang nằm bệnh viện. Tai nạn gì? Tai nạn giao thông phải không? Trời ơi, sao tự nhiên có chuyện sét đánh ngang tai dữ vậy ta? Ba con Viên cũng quá đáng thiệt á. Biết cả nhà lo lắng như vậy đó thì ít ra cũng phải liên lạc về chứ. Hay là có chuyện gì mà ổng không thể liên lạc được? Hồi đêm qua tôi ngủ tôi nằm mơ, tôi thấy hình như là có cái chuyện gì xảy ra. Trời ơi thím đừng có lo quá. Đây nè, tối cái ổng về với cái mặt tỉnh bơ xin lỗi cho ông coi. Tỉnh bơ hả? Trời ơi, ông thử ông bước vô nhà với cái mặt tỉnh bơ của tôi đuổi ra khỏi nhà liền á. Mẹ ơi, mẹ ơi, có chuyện. Cái gì? Chuyện là... Cái gì mà gấp gáp dữ vậy con? Mẹ ơi, có chuyện. Chuyện đó. Nói đi, cái gì mà ngập ngừng hoài vậy? Ba con. Ba con sao? Nghe nói ba con đang nằm bệnh viện. Bệnh viện hả? Hình như là ba con bị tai nạn nặng lắm. Má con Vi. Mẹ ơi. Thảo Vi. Mẹ ơi, mẹ có sao không mẹ? Mẹ. Ba sao vậy ba? Ba. Anh ơi, anh làm nhà của bác này. Dạ, bác sĩ. Ba tôi bị sao vậy bác sĩ? Tình trạng có nặng lắm không? Bên ngoài thì không nặng lắm, nhưng mà từ đêm hôm qua
trước lúc đưa vô bệnh viện, bác đã bị hôn mê rất sâu. Hôn mê? À, trường hợp này chúng tôi rất khó nói chính xác là khi nào bệnh nhân tỉnh lại. Trước mắt bây giờ không có cách nào khác là phải chờ đợi vậy. Ba không sao, ba chỉ bị chạy sơ sơ thôi phải không con? Ba còn bất tỉnh, bác sĩ nói không biết bao giờ ba tỉnh lại. Mẹ, mẹ. Xin lỗi, anh có phải người nhà của ông Mạnh không? Dạ phải. Anh có biết người nào đã làm cho ba tôi ra nông nỗi này không? Người đó là ai? Chúng tôi đang điều tra, nhưng hiện tại chưa có ai biết ba anh bị hại như thế nào, nên chúng tôi không thể nói chính xác cho anh biết bất cứ điều gì. Nhưng anh đừng lo, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Cảm ơn anh. Anh giúp giùm em bắt người nào đã hại ba em chứ. Ai vậy con? Người ta nói ai làm cho ba đến nông nỗi này vậy? Hả? Mẹ ra đây. Hả? Không biết hả? Không biết ai làm hại ba con vậy hả? Bên công an nói chỗ đó vắng người, và lại không ai chứng kiến, cho nên rất khó tìm ra được thủ phạm. Không biết họ có thù oán gì mà lại làm như vậy. Bên công an nói nhất định sẽ bắt được thủ phạm mà. Thì mình chờ đi. Trời ơi, sao ông trời vô tâm vậy hả? Công việc anh đã lo tới đâu rồi? Đêm qua đã giải quyết xong rồi. Kết quả thế nào? Hiện tại thì có vẻ tốt lắm. Được. Anh xử lý sao cho gọn gàng đó. Dạ, anh yên tâm. Vậy tôi đi. Làm gì ở đây vậy? Còn làm gì nữa? Chờ Vi chứ gì? Chờ Vi để làm gì? Khanh biết là Vi phải về nhà phụ tiệm mà. Để cho Khanh chở Vi về tiệm nha. Thôi khỏi đi, để Vi về một mình cũng được. Thôi mà, cho Khanh chở Vi về đi nha. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Xong chưa, xong chưa? Xuất phát nha. 1, 2, 3. Lên đường. Bám chắc vô. Đi bám chặt rồi. Khanh chạy cẩn thận coi chừng té. Vậy thì Khanh mới kêu Vi bám chặt vô. Chơi một chút, nhưng mà sợ chị quanh với mấy chú chồng. Không sao đâu, với lại hôm nay Khanh cũng phải về nhà sớm mà. Ngày mai là ngày trường đi Pháp rồi, đừng nói là sẽ ghé nhà Khanh một chút. Như vậy là trường đi thiệt hả?
Nhờ Khanh nói lại với trường, đi chúc trường đi may mắn. Được rồi. Ủa, nhưng mà Khanh không có xe đạp, làm sao về nhà được? Vì đừng có lo, Khanh có đôi chân khỏe mạnh lắm mà. Vậy là bác Mạnh bị tai nạn nặng lắm hả? Em cũng không rõ, chỉ biết bác phải nhập viện, chắc là nặng lắm. Chà, Vi mà đã biết chuyện này sẽ lo lắm đây. Em chào cả nhà. Mọi người sao vậy? Bộ có chuyện gì hả? Chú Hoàng, chú Hoàng ơi, bộ chú bảo lãnh cho bạn chú nữa hả? Đâu có. Vi à, nghe nói là ba của cháu á bị tai nạn. Tai nạn? Vậy là nó biết chuyện rồi. Chắc bây giờ gia đình nó đang lo lắng lắm. Trường nè, ngày mai chia tay với Sài Gòn rồi, Trường cảm giác thế nào? Thấy buồn lắm, trống trải nữa. Mình lo là không biết qua bên Pháp mình có thích ứng được không nữa. Trường mà cũng lo những chuyện này sao? Lo chứ sao không lo. Cái thứ nhất là mình không giỏi tiếng Pháp nè. Cái thứ hai là khác biệt về màu da. Như vậy đâu có giống Trường chút nào đâu. Thôi mà, đừng có lo nhiều, qua bên đó Trường sẽ học tốt thôi. Tự nhiên ở bên đây học chung với mấy bạn quen rồi, giờ qua bên đó học có một mình à, buồn lắm luôn. Khanh cũng vậy, nhưng mà mấy năm nữa Trường học xong rồi Trường về đây tụi mình lại được gặp nhau mà, đúng không? Chắc chắn là như vậy nha. Đương nhiên rồi. Hai người ngồi ở đây làm cái gì vậy? Mẹ kêu xuống kìa. Ăn đi con. Dạ, cảm ơn cô. Mẹ của con đi Pháp, cô cũng buồn lắm. Cô nhớ qua bên đó chơi với Phương nha. Con sẽ làm hướng dẫn viên du lịch cho cô. Rồi, cô hứa. Chắc chắn là cô phải qua rồi. Bởi vì cô muốn biết là cuộc sống của Phương bên đó như thế nào chứ. Nè, ba của con thu xếp việc của công ty hết rồi hả? Ba của Trường đi Pháp trước, vì chuyện công ty đó mẹ. Ồ, lúc đầu mới qua, chắc ba của con sẽ bận rộn lắm. Con phải ráng chăm sóc mẹ, đừng có để mẹ con buồn nha. Dạ. Nè, qua bên đó nhớ viết thư thường xuyên về thăm tụi này nha. Yên tâm đi, Trường sẽ gọi điện về mà. Dạ thôi, thưa cô con về. Giữ sức khỏe nha. Dạ. Trường về nha. Hả? Mai chủ nhật á, Thanh sẽ đưa Trường ra sân bay. Cả Phương nữa. Thôi, hai người đi chia cho mất công vậy. Có gì đâu mà mất công, nhờ chú tài xế chở ra là được rồi. Với lại Trường đi đến tận Pháp lận, sao tụi này không đưa tiễn được, đúng không? Khanh nói đúng đó con. Dạ. Vậy ngày mai gặp lại ở sân bay nha. Về nha. Thưa cô, con về. Bây giờ ở nhà ngồi đây đâu có lợi gì, ba cũng đâu có tỉnh lại đâu. Em à,
đưa mẹ về nghỉ đi. Mẹ về đi, con canh chừng được rồi. Thôi thôi, mấy đứa về đi để mẹ ở lại. Thằng Hùng, mày về mày lựa lời nói khéo khéo để ông Thủy nó lo nghe con. Mẹ cứ vậy hoài, mẹ sinh bệnh đó. Hiền, đưa mẹ về đi. Ba tỉnh lại, con cho hay. Dạ đúng đó mẹ. Suốt cả ngày hôm nay mẹ có ăn uống được gì đâu. Mình về đó, ít ra mẹ cũng ngủ được một chút ít. Thôi mình về đi mẹ. Nhưng mà ngày mai con còn đi làm nữa Hùng. Mẹ đừng có lo, con có xin chú Năm nghỉ rồi. Hiền, đưa mẹ về đi. Vi nữa, em về luôn đi. Để em xin với chú Hoàng, nếu được ngày mai em sẽ vô sớm. Ba sao rồi? Không được tốt lắm. Hiện giờ ba cháu vẫn đang bất tỉnh. Nhưng mà bệnh viện người ta nói như sao? Bác sĩ nói cũng không biết đến bao giờ ba cháu mới tỉnh lại. Trời ơi, làm sao bây giờ? Ba em bị tai nạn giao thông hả? Em cũng không rõ nữa. Em cũng biết tại sao ba em bị thương nhiều như vậy. Để từ từ rồi ba sẽ tỉnh lại thôi mà ha. Bây giờ vậy, Phi không phải lo công việc nhiều quá ở tiệm đâu ha. Nên ghé bệnh viện thường xuyên nha. Bất tỉnh là sao? Là ba không tỉnh lại luôn hả? Bệnh viện nào vậy? Con phải vô với ba. Hôm nay đã trễ lắm rồi, để mai mình đi em. Không được, em phải vô với ba. Bệnh viện nào vậy chị? Nếu bây giờ mà mình đi á thì ba vẫn nằm trong phòng cấp cứu, mình đâu có vô được. Mẹ đã mệt lắm rồi, em đừng có như vậy mà. Chưa làm gì tốt được cho con cái mà ông đi vậy, tôi không tha lỗi cho ông đâu. Ông phải tỉnh lại. Ông tỉnh lại, ông làm tròn trách nhiệm của người cha. Đưa đây, lo mà vô bệnh viện đi. Cháu không sao đâu. Đừng có như vậy mà. Đi đi. Chú đừng có lo. Để mở tiệm đi rồi cháu đi liền. Mới qua có một ngày đêm mà, mà cái mặt gầy sọp như vậy đó. Biển sao chú không lo cho được. Ba tỉnh lại chưa con? Cho ba gửi lời chào tới mẹ của Trường nha. Dạ. Dạ. Thưa ba mẹ, con đi. Thưa con đi. Em buồn vì thấy mẹ thằng Trường đi hả? Dạ. Bạn thân của em mà anh. Hay là hôm nay vợ chồng mình đi xem phim đi. Ở công ty của anh không có việc gì sao?
Chẳng lẽ anh không dành được cho em lấy một ngày sao? Lâu lắm rồi, vợ chồng mình không có đi đâu chơi hết. Được rồi, vậy anh chờ em một chút đi, em sửa soạn xong liền. Nè, giờ chuẩn bị xong rồi đó, Vi đi vô bệnh viện đi. Đúng rồi đó, em đi đi, em ở đây làm chị áy náy lắm. Vậy thôi, em đi nha. Nhưng mà cháu sẽ về sớm. Vi! Con đi vô bệnh viện á hả? Dạ. Ba con tỉnh chưa? Ông sẽ tỉnh ngay thôi mà, con đừng có lo. Để bà thu xếp công chuyện, ghé vô bệnh viện thăm ba con một lần. Thôi con đi đi. Ông này ông đi như vậy đâu có được ta. Ông đi như vậy tội nghiệp mọi người trong gia đình lắm chứ. Đừng quên những gì hôm qua tụi mình đã hứa đó nha. Hứa hẹn gì vậy? Bí mật mà. Hai người chơi xấu em phải không? Trường nè, qua Pháp á, có nhớ Phương á, cũng không có được khóc quá nha. Tại sao Phương không nghĩ là Phương sẽ nhớ Trường rồi Phương khóc? Đi thôi con, Khanh ở lại mạnh giỏi nghe con. Dạ. Còn Phương, hẹn gặp con ở bên đó. Đi sao ha? Trường đi nha. Đi ha. Vài bữa nữa qua Pháp gặp rồi, làm gì mà khóc vậy? Em cũng không biết nữa. Thấy Trường bước vào cổng, tự nhiên nước mắt em cứ trào ra chứ bộ. Những chuyện khác, anh thấy Phương rất lạnh lùng và cứng rắn. Sao đối với Trường em yếu đuối quá vậy? Phải Vi không anh Hai? Anh dừng xe giùm em. Vi! Vi! Vi đâu vậy? Vi đi vô bệnh viện. Ai bị bệnh hả? Ba Vi bị tai nạn. Ba Vi bị thương có nặng lắm không? Bây giờ đang bất tỉnh. Thôi Vi không có thời gian, Vi đi trước nha. Anh lo cho ba Vi bị tai nạn đúng không? Vi đang lo nhiều lắm thì phải. Chắc rồi, ba của Vi bị thương mà. Em á, thật tình em không thích bác ấy đâu, nhưng mà nghe như vậy á, em rất là cảm động. Bác ấy phải mau bình phục mới được. Ba mẹ đi đâu mới về vậy? Lâu lắm rồi, mẹ với ba mới đi xem phim với nhau đó. Sau đó còn ăn ở nhà hàng mà tụi thanh niên trẻ bây giờ thường hay tới nữa. Con thấy mẹ vui vậy nè. Ba, mai mốt bà thu xếp thời gian á dành cho mẹ đi. Con mà đi Pháp rồi á, mẹ buồn lắm á. Tụi con đừng có lo, ba con hứa với mẹ rồi. Trường đi rồi hả? Dạ. Phương. Dạ. Trường đi con khóc phải không? Con đâu có khóc đâu, con mà khóc mà. Mẹ, hồi nãy đi từ sân bay về á, con thấy Vi, hình như là ba của Vi bị tai nạn gì đó.
bị tai nạn. Hình như là bác ấy bị hôn mê á mà. Ổng bị hôn mê? Dạ. Ổng bị tai nạn gì vậy? Con cũng không biết nữa. Ổng mà xảy ra chuyện gì chắc nhà của con Vi. Sao anh không thay đồ đi? Thay chứ. Anh, ba của Vi chắc sẽ tỉnh lại anh hả? Chắc là như vậy. Chắc là mẹ của Vi và mọi người trong nhà lo lắng dữ lắm. Thủy, em đừng khóc nữa. Hùng à, dẫn mấy em ra ngoài ăn tối đi con. Mẹ cũng đi với tụi con chứ mẹ. Thôi, mẹ không ăn đâu. Mẹ phải ăn chứ. Mẹ mà cứ như vậy hoài sẽ sanh bệnh cho coi. Anh Hai à, ở đây có em rồi. Anh Hai đưa mẹ với cả nhà đi ăn tối đi. Em canh chừng ba nha. Anh đưa mẹ đi ăn. Đi mẹ. Sao mày biết phòng bệnh mà mày tới đây? Tao đi qua phòng cấp cứu, người ta nói ba mày chuyển về đây nên tao tới. Nè, chú thì sao rồi? Cũng vậy à. Con thấy thím xanh xao quá à. Ủa, rồi bây giờ cả nhà mình đi đâu đây? Cả ngày nay mẹ tao không ăn gì hết. Tao đưa mẹ tao đi tìm cái gì ăn. Đúng rồi đó, để con tư vấn cho món gì ngon ngon để gia đình mình ăn nha. Thôi mình đi đi. Ba, ba sẽ tỉnh lại phải không ba? Bây giờ con mới cảm nhận được sự gần gũi với ba. Mà ba lại nằm như vậy, con biết phải làm sao chứ. Con chút xíu nha ba. Con đi gọi bác sĩ. Con gọi bác sĩ. Chị ơi, ba em tỉnh lại rồi. Chị coi giùm em đi chị. Ba thấy trong người thế nào? Đương nhiên là cũng may lắm rồi đó. Đi là đâu? Bác không nhớ sao? Bác bị tai nạn. Ba, con nè ba. Ai? Vi. Vi nè ba. Vi. Vi là ai? Ba. Bác sĩ. Bác sĩ ơi, tại sao ba con không nhớ gì hết vậy? Phải kiểm tra kỹ là mới biết. Chắc có lẽ bác bị sốc nặng quá nên bị mất trí nhớ.
Ủa sao ra đây? Đói bụng rồi hả? Thằng Bảo mua cơm cho em nè, ăn đi. Ba tỉnh lại rồi. Ba. Thiệt không em? Nhưng mà sao? Ba không có nhận ra con mẹ ơi. Con nói vậy là sao? Ba không nhận ra con. Ông tỉnh lại rồi hả? Ba, con nè ba. Ba có biết cả nhà lo cho ba lắm không? Ba ơi, mấy người là ai? Hết rồi hả ba? Ba làm cái gì vậy? Ba mới làm gì ba có nhớ gì đâu. Ba đâu có nhớ gì. Tại sao ba giả bộ mất trí? Có, ba đâu có giả bộ, ba mất trí thiệt mà. Không, ba giả bộ mất trí. Có, ba có giả bộ, ba mất trí. Ba lừa dối tụi con. Ba đã lừa dối tụi con. Ba giả bộ mất trí thôi. Mất dạy. Đúng. Tao giả bộ đó. Tao giả bộ mất trí như đó. Ai làm gì là tao? Mày có biết á, là tao á, những lúc như vậy á, lòng tao như thế nào mày biết không? Hả? Tao giả bộ mất trí nhớ. Tao đau khổ cỡ nào mày biết không? Tại sao ba làm như vậy? Ba nói cho con biết đi. Ba giả bộ mất trí nhớ để làm gì? Ba biến gia đình mình trở thành đồ ngốc hết rồi, ba biết không? Bởi vì tao muốn sống. Tao muốn sống nhờ. Cái thằng định giết tao, tao sợ nó quay trở lại nó giết tao một lần nữa. Tao muốn sống mà. Ba, vậy là có người cố tình giết ba theo lời công an nói à? Đúng. Đi theo con. Đi đâu? Lên công an, mình nói rõ hết kẻ nào muốn giết ba. Vô ích thôi, con không có tìm ra được những thằng đó đâu. Nhưng rốt cuộc rồi những người giở trò với ba là những người nào? Đừng tìm hiểu gì thêm. Tôi có thể nguy hiểm cho mày đó, mà tao cũng không lo cho mày được đâu. Những người đó ghê gớm vậy sao ba? Đừng tìm hiểu gì cả, đừng biết thêm gì cả. Không, nhưng ba phải nói cho con biết người đó là ai. Tao đã nói không cần biết có lợi cho mày hơn kia mà. Được rồi, nếu ba không đi, con đi lên đồn công an, con báo hết chuyện này. Đứng lại! Không nghe lời ba mày à? Thôi được, để tao nói. Người định giết ba mày chính là ba ruột của con Vi. Vậy là số tiền trong tài khoản của ba là người đó đưa à? Phải. Nhưng mà người đó là ai mà lại đưa số tiền đó cho ba rồi cố tình giết ba? Đừng tìm hiểu gì cả, chỉ biết vậy thôi. Mà nè, mà giữ bí mật chuyện này của ba với mày biết.
hai người biết thôi. Biết chưa? Con nghĩ hoài không hiểu nổi. Chuyện này phải đi báo công an thôi. Này, này, này. Tao nói mày không rủng lỗ tai à? Nãy giờ tao nói mày cái gì? Không được cho ai biết cái chuyện này. Sự thật chỉ là chỉ có tao mày biết thôi. Hiểu không? Sao mày không trả lời? Con biết rồi. Giết ba mình lại là ba ruột của Vi sao? Không thể được, không thể được. Ủa, có chuyện gì mà anh hay đến giờ này vậy? Anh đi ngang, sẵn ghé vô thôi. Anh hai ăn cơm chưa? Anh hai có chuyện gì muốn nói với em hả? Vi, em muốn gặp ba mẹ ruột mình lắm phải không? Ba mẹ ruột của em bây giờ chính là ba mẹ của mình đó. Đúng rồi, đúng rồi đó. Nhưng mà tại sao anh hỏi em như vậy? Anh hỏi chơi thôi mà, không có gì đâu. À, làm việc đi.